Rồi, lần đầu tiên là cho Phương xin phép chào cả nhà nha. Chào cả nhà đã đến với video tiếp theo của Phương nha cả nhà. Ai mua mail hoặc bộ dụng cụ làm nấm rơm thì liên hệ với số 0374740446 hoặc là cái số đó kết bạn Zalo với Phương nha. Phương nhận giao hàng toàn quốc nha cả nhà. Đây mail đặt chuẩn nha cả nhà nha. Đó, ai là ai mà muốn làm nấm rơm mà ra được nhiều như vậy thì cả nhà cứ alo trực tiếp cho Phương nha. Đó, Phương tư vấn từ A tới Z và cung cấp vật liệu mail 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 nấm rơm từ A tới Z luôn nha. Đó, mail nấm lên rất là nhiều này cả nhà. À, còn 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 những gì để làm ra nấm được nhiều như vậy thì cuối video Phương để những các sản phẩm bên Phương là cả nhà mua về là cả nhà làm là ok thì thôi cả nhà nha. Đó, mắm ra rất là nhiều và xả trái luôn cả nhà nha. Mèo đặc chuẩn nha cả nhà. Đó, nấm ra rất là nhiều luôn cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Đấy, nấm ơi là nấm rồi cả nhà nha. Đấy. Rồi. Chào cả nhà nha. Lại là Phương đây. Đây Phương đang video bán hàng tiếp cho cả nhà. Đấy, Phương bán như xưa cả nhà, dinh dưỡng nấm đây cả nhà nha. Đầu tiên là Phương ai mà đặt hàng thì liên hệ tới số 0374740446 để đưa đặt hàng cho cả nhà. Phương nhận giao hàng toàn quốc nha cả nhà. Phương nhận giao hàng toàn quốc. Cái giá Phương đưa ra quên người đặt hàng là bên mua trả tiền ship nha cả nhà nha. Bên mua trả tiền cước nha. Đây, là Phương gửi toàn quốc luôn nha cả nhà. Đó, bên mua trả tiền ship. Đó rồi. Chai dinh dưỡng nấm nha nha cả nhà. Chai này nó giúp nấm phát triển tốt hơn nha cả nhà, nên giúp nấm phát triển tốt hơn, cái dòng nấm ấm hơn và nấm ra sai hơn và lau bung dù nha cả nhà, làm cho nấm to và mập và không bị chai, không bị chết nhỏ nha cả nhà nha. Đó, cả nhà cứ pha 25 cc 8 lít nước nha cả nhà nha, nó có hướng dẫn trong này hết đâu cả nhà nha. Rồi cái nhiệt kế đo mô nha cả nhà, đây cái nhiệt kế đo mô đó, cái nhiệt kế đo mô này là nó ai làm ngoài trời hay trong nhà thì cũng cần thiết hết nha cả nhà, nó là một cái cầu dẫn để cho cả nhà tới thành công nha. Đó, để cả nhà biết cái nhiệt ở trong mô nó như bao nhiêu để tăng hạ kịp thời cho nấm nó phát triển theo từng giai đoạn nha cả nhà. Đó, giai đoạn ủ tơ nó nhiệt độ khác rồi, rồi giai giai đoạn nó ra ghim nó nhiệt độ khác rồi nha cả nhà nha. Đó rồi Phương tới cái giấy đo nồng độ pH của rơm của nước vôi nha cả nhà. Đó cả nhà, nó cả nhà xé ra trong này nó có cái vòng vàng này, là cả nhà xé từng mảnh ra cả nhà nhúng vô nước 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 vôi đó là nó ra tầm 12 13 được nha cả nhà nha. Đó. Thế về ha. Đó, rồi tới cái đồng hồ đo nhiệt chạy với độ ẩm của chạy nha cả nhà. Cái vòng tròn là độ ẩm. Quên, Phương xin lỗi, cái vòng tròn là nhiệt độ, cái ở dưới là độ ẩm nha. Đó. Rồi cả nhà cứ về cả nhà tháo ra khỏi cái hộp này thôi cả nhà. Tháo ra khỏi hộp này cả nhà, treo vô trong trại thôi nha cả nhà. Không sai bị gì hết cả nhà, rất là tiện nha cả nhà. Ai mà biết, ai mà không lỡ làm rớt đồ bể là cả nhà xài mãn đời luôn á cả nhà nha. Đó. Rồi. Nha cả nhà. Rồi cho tới mail nha cả nhà, mail nấm rơm đạt chuẩn luôn nha cả nhà. Đó, ra nấm là các video trước là Phương cho cả nhà xem mail bên Phương nó như nào rồi, nấm ra như nào, nó ra rất là sai nha cả nhà. Cả nhà mail mail cả nhà mail chuẩn này, có nhiệt kế này, có dinh dưỡng, có đồng hồ, Phương đảm với làm đúng kỹ thuật, đúng quy tắc, Phương đảm bảo cả nhà nấm sẽ lên rất là đẹp, rất là sai luôn nha cả nhà nha. Đó, mail đó, mail Phương nè cả nhà, ví dụ mà Phương còn bịch lớn á thì Phương sẽ gửi bịch lớn, còn không xong rồi gửi bịch nhỏ nha. Ví dụ cả nhà đặt 10 bịch nhỏ, cả nhà cứ đặt theo bịch nhỏ đi, 10 bịch nhỏ đúng không? Là Phương sẽ gửi, với còn bịch nhỏ thì Phương sẽ gửi 10 bịch nhỏ, còn không thì Phương sẽ gửi 5 bịch lớn cho cả nhà, nói như nhau thôi. Cái bịch nhỏ là 2 lạng rưỡi, cái bịch lớn là 5 lạng nha cả nhà. Có bịch là Phương lên tới 6 lạng luôn nha cả nhà. Đó, cả nhà còn lời thêm hơn nữa. Với lại nó bên Phương tính nó là bỏ sát với nhau vậy này cả nhà, nó đỡ tốn diện tích hơn và nó đỡ tốn diện tích hơn và tiền cước nó có khi nó rẻ hơn một ít nữa nha cả nhà. Đó, để con đỡ con cần nữa nha. Đó. Rồi, rồi. Mail nha cả nhà nha. Mail nấm rơm đặt chuẩn luôn cả nhà. Rồi. Hãy Phương kết thúc video đây nha. Phương chúc cả nhà mình sức khỏe và thành công nha cả nhà nha. Phương chào cả nhà nha.